Đây các bạn ạ, cái này á là cái tinh túy nhất của con tôm nha các bạn. Như các bạn biết thì cả công trình có mỗi một bông hồng duy nhất thôi các bạn. Đây, ưu ái chị Phương. Không, ăn luôn. Cầm muỗng đi. Cầm muỗng ăn luôn, ăn tại chỗ luôn cho em. Ăn hết luôn, ăn hết luôn. Review quay cất mặt chị Phương vào. Cảm nhận thôi nha. Đừng có cục đầu là nó ra cái... Ngon rồi Tú ơi. Sao? Ngon quá các bạn ơi. Đây, hôm nay đây sẽ là đội thợ hồ, một trong những đội thợ hồ đầu tiên của Việt Nam được mời tôm hùm Alaska các bạn ạ. Cay nhiều ấy, chấm vào đi. Cắn ngập miệng luôn. Không, khoan để em chờ cảm nhận của chị Phương cái này. Quá ngon anh Tú ơi. Quá có ngon các bạn. Có cao gì không? Có cao không? Em ăn cao được mà. Ngon quá. Ông nói to tí thôi chị. Nói lớn lên chứ. Ngồi đĩa. Ngồi đĩa. Ngồi đĩa kẹ luôn. Ngon quá mọi người ơi. Ngon quá mọi người ơi. Mà cái nhà tôi trong. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Tú Lang Thang nha. Cười gì anh Tránh? Hả? Anh cười gì đây? Không ngày không được lên hình. Bữa nay không lên hình hả? Không được lên hình. Thì hôm nay mọi người ở trên lầu thì mọi người đã tô gần như là xong hết rồi, nay đang chuyển qua mặt tiền rồi. Được không anh Tâm? Được không? Ở trên lầu thì chị Phương và anh Thanh nay là được công ty cắt cử gọi là làm riêng trên phòng, hai vợ chồng một phòng rồi. Đây là cái mặt tiền đằng trước nha các bạn. Còn sắp tới đây, hôm nay mới là thứ năm thôi. Khi mà mình bắt đầu clip này thì hôm nay mới là thứ năm thôi. Nhưng mà cuối tuần này thứ bảy ấy thì gì cười nữa anh Thanh. Anh biết em muốn nói gì rồi đúng không? Có vẻ là mọi người đang rất hào hứng chào đón cái món mình sắp giới thiệu các bạn ạ. Thì cuối tuần này thì thông báo với mọi người là cuối tuần này em sẽ mời mọi người đại tiệc hải sản. Mong tới thứ bảy rồi hả? Thì sẵn đây mình tiết lộ với mọi người là mình có mua một con king crab, một con tôm hùm Alaska của anh Chen các bạn ạ. Anh Chen 54 Tân Sơn Nhì, một con trên 2 kg. Thì để đái anh em thứ bảy này các bạn ạ. Hồi nãy mình mới gọi điện chốt đơn với anh Chen rồi. Là mình có đặt anh Chen mua một con Alaska trên 2 kg này, với là một nồi lẩu hải sản và 3 kg tôm càng xanh để đái mọi người. Khả năng cuối tuần này lại phải tơi bời khói lửa anh Tánh ạ. Tại vì như mọi người biết thì cái tiến độ thì cũng gần như là xong rồi, cũng không còn bao nhiêu cả các bạn ạ. Cái này chắc tầm khoảng 1 tuần nữa xong mấy anh Tánh nhỉ? Dạ, đúng rồi. 1 tuần nữa là bên hồ là xong hết rồi. Hình như hôm nay là mọi người đang chống thấm ở trên sân thượng đúng không? Có chống thấm chưa? Ai đội chống thấm làm trên đó hả? Được. Ý là hiện giờ đang làm luôn hả? À, đang làm chứ. Mà lên đằng nào á? Có thang nữa, anh lên là có thang, thằng có thang. Chỗ anh Thanh đây đúng không? À. Rồi, mình lên quay mọi người chống thấm cho các bạn xem nha. Cái mặt tiền này là nó cũng đơn giản thôi các bạn ạ, cũng không có gì quá cầu kỳ. Hôm nay là xong đúng không? Đây các bạn ạ, trên lầu thì tô cũng gần xong rồi. Đây là phòng em gái mình, còn một chút xíu ở trên nữa thôi. Các anh thợ điện thì cũng đã chừa ống máy lạnh rồi, là đi ống nước hết rồi các bạn. Đấy, phòng bên này thì cũng đang tô các bạn. Anh Thanh thì đang tô bên này. Giờ anh Thanh tô cái chỗ đấy. Tô chỗ đấy hả? Ổn không ấy trời, đắp hồ lên mà rớt hết là có chuyện đấy. Thợ giữ là mới ra mặt tiền được đúng không?
Tính ra hôm nay anh Tâm phụ hồ là đứng ở đấy là đỡ máy xách này. Giữa việc xúc thảy lên là xong rồi đúng không anh Tâm? Tại vì các bạn đã biết đó là hiện tại bây giờ tô cũng gần xong, nói chung là bên đội thợ hồ là cũng là gần như là muốn xong hết rồi, cũng không còn bao nhiêu công việc cả. Cho nên đó là mình sẽ cuối tuần này mình sẽ mời mọi người ăn, gọi là thứ nhất là cảm ơn, thứ hai gọi là chúc mừng luôn các bạn ạ. Chúc mừng ngôi nhà mà Phạm Dũng và Phan Diễm xây tặng mẹ thì cũng sắp đi vào hoàn thiện. Cho nên đó là cuối tuần này mình sẽ mời mọi người một đại tiệc hải sản, gồm có tôm hùm Alaska này, lẩu hải sản này, rồi là tôm càng xanh này. Đây có thể là một trong những video mà một trong những đội thợ hồ đầu tiên của Việt Nam mình được chủ nhà mời ăn tôm hùm các bạn ạ. Như các bạn biết đó, mình đầu tư làm những cái video đó, thì như các bạn biết rồi. Thật ra thì mình chủ yếu mục đích là cũng muốn mọi người, các anh em thợ hồ cũng nhân cái dịp các anh em có nhân duyên mà làm nhà cho nhà mình ấy, thì cũng gọi là muốn mọi người để có cái cơ hội để mà trải nghiệm những cái món ăn cao cấp của hải sản các bạn ạ. Chứ cũng không phải là khoe mẽ hay là cái gì đâu các bạn ơi. Nói chung là thứ nhất là cảm ơn mọi người này, thứ hai là để mọi người có cái cơ hội trải nghiệm những cái món ăn hải sản cao cấp, để sau này khi mà mọi người, cho dù mọi người có đi làm nhà khác đi chăng nữa, thì mọi người cũng còn nhớ đâu đó cũng còn chút đọng lại trong ký ức của mọi người là hồi đó làm nhà của Phạm Dũng với Phan Diễm xây cho mẹ là có được đái tôm hùm với là bò rắt vàng các thứ anh ta nhá. Món ăn thì mình ăn nó sẽ hết nhưng mà ký ức nó sẽ còn hoài luôn đấy. Vẫn còn nhớ. Hiện tại bây giờ mình mới leo lên sân thượng các bạn ạ. Ở trên này thì các anh chống thấm thì là đã vệ sinh sạch hết rồi. Cái trắng trắng này là cái gì vậy anh hả? Cái nước và Jessica Latex để làm lớp lót. À, cái này là làm lớp lót để chống thấm đúng không? Lót để tạo ẩm. Có mình anh làm thôi hả? Đây là chống thấm nha các bạn. Sau khi vệ sinh sạch sẽ hết rồi thì các anh có phủ một lớp tạo độ ẩm và lớp lót rồi các bạn ạ. Là cái bột trắng trắng bên này này. Đây. Bên này thì đã chừa ống máy lạnh trên này rồi các bạn. Bột cái này chống thấm này thì mình thấy nó sệt lắm các bạn ạ. Này, không biết thông qua một video thì mọi người có hiểu có nhìn rõ không? Anh đã pha sẵn rồi xách lên các bạn ạ. Cái này là cái cũng là cái lớp phủ đúng không anh, hay là chống thấm luôn? Là lớp chống thấm. Dạ. Cái này thì không biết là mình quét mấy lớp vậy anh nhỉ, chống thấm á? Hiện tại thì cái tên này thì viết 3 lớp. 3 lớp chống thấm. Hai lớp gốc, hai lớp polymer gốc xi măng. Dạ. Và lớp cuối cùng là lớp bitum màu đen. À, vậy là cái này á là cũng gọi là đang gọi là lớp cái lớp mà là phụ cho cái lớp cuối cùng rồi đúng không anh? Không, cái này cũng là lớp chống thấm chính rồi. Chống thấm chính luôn hả? Dạ, tại vì cái lớp sau á nó có tác dụng đàn hồi. Dạ. Nghĩa là cái góc xi măng của mình á, dạ, thì đàn hồi không tốt ở trên cái bề mặt tiếp xúc với ngoài trời này. Dạ. Nên mình phải thêm một cái lớp bi tâm đó. Thứ nhất là bảo vệ được cái lớp chống thấm phía dưới. Dạ. Hai nữa là cái lớp bi tâm đó nó vẫn có cái tác dụng là chống thấm. À, là nó kèm theo luôn nó. Dạ. Cái này nó gánh qua cái kia ấy. Này là nó thêm, nghĩa là cái phần thành bi tâm á thì nó lại đàn hồi nhưng mà nó lại không, nó là không bền với thời gian. Dạ. Còn cái thằng này thì cái độ bám nó tốt nhưng mà nó lại cái độ đàn hồi của nó lại không bằng cái kia. Dạ đúng rồi. Vậy là ba lớp chống thấm
thì anh làm hôm nay xong không hay là mấy ngày mới xong? Ngày mai nữa. À ngày mai nữa đúng không ạ? Hôm nay thì xong được lớp gấp xi măng. Ngày mai mới là lớp bê tông. Em thấy cái này nó cũng đặc phết anh hả? Dạ, cái này nó cái thành phần của nó 4 bột một nước nên là tỷ lệ nó khá đẹp. Này là polymer gốc xi măng. Vậy là mình cứ lăn lên thế rồi để cho nó khô thôi đúng không anh? Nó ráo rất là nhanh, cái bề mặt này nó ráo rất là nhanh. Nhưng mà em thấy có một mình anh làm á, leo lên leo xuống cũng hơi cực ấy. Vâng, tại vì cái chỗ cầu thang nó chưa có nên là mình phải leo lên leo xuống cái cầu thang đó nó hơi đấy xíu. Thì mọi người cũng đang làm cái vị trí đó nữa. Có khi lát nữa là mấy mọi người lại dời cái thang của mình đi rồi. Lúc xuống lại kêu anh chị đem cái thang lại. Dạ. Nếu như mà các bạn xem kênh á, thì nhà bạn nào mà mới làm á, hoặc là mà mình dành về chống thấm này á, thì các bạn có thể comment ở bên dưới để cho mình biết xem là như vậy á, thì có ok không nha các bạn. Mọi người có thể comment nha. Chứ như ngày xưa, theo như mình biết ngày xưa thì cũng làm chống thấm á, thì em nhớ là ngày xưa không có phải là cái lớp chống thấm, không phải là cái lớp này đâu mà cái lớp đen đen cơ. Bôi đen đen đấy. Nó khả năng là nó có hai dòng, một là ngày trước kia nó có rồng đen hoặc là Flycoat, Flincoat của Shell là những dòng đen gốc bê tông. Nhưng mà cái độ bám của nó với cái nền á thì khi mà mình vệ sinh chưa sạch thì nó lại không tốt. Với lại ngày trước thì mình không có cán hùa bao vợ hay là gì đó, thời gian thì nó bị lão hóa. Dạ đúng rồi. Không có cái chống, nó không có cái thành phần chống tiêu vơ. Đây thì sau khi mình làm cái lớp này xong, lớp bê tông xong á thì nó lại có thêm một cái lớp bảo vệ là mình cán hồ rồi mình dán gạch nữa. Dạ. Nên nó sẽ tại vì sau khi mà anh quét ba lớp chống thấm xong thì là sẽ còn cán một lớp hồ này rồi còn lót gạch nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Khả năng bảo vệ nó tốt hơn. Em nghe giọng anh giống kiểu ở ngoài miền Trung ấy anh nhỉ? Anh Bình Định à, chung với đội thợ này luôn đúng không? Đội thợ này em thấy cũng đa phần Bình Định không à? Cái này đang khô quá, rắp nước nên là mình phải tăng cường thêm nước. Nước đây là nước với latex. Nước trộn với latex à? Đúng rồi. Là để mình quét cái lớp này trước xong rồi mới chống thấm lên. Dạ. Hôm nãy đã quét một lần rồi nhưng mà nó rút nhanh quá. Nó nắng mà. Đây là thứ nhất là tạo ấm cho cái lớp này nữa. Anh nhớ là sẽ còn quét hết nguyên một cái sàn này luôn các bạn ạ. Cho nên là mình để cho anh làm thôi, mình đi xuống thôi, chứ nãy giờ mình đứng trên này cũng nắng lắm rồi các bạn ạ. Đang còn ở ngoài này thì các anh mới gọi là quét cái lớp phủ một lớp thôi. Có mỗi cái góc này là mát thôi, còn lại nắng chang chang bể đầu luôn đó. Thôi anh cứ tiếp tục công việc của mình đi, em chuồn đây, nắng lắm. Ghê ha, nay hai vợ chồng cho lên phòng riêng luôn. Bà xúc sao mà bà đổ cái xẻng hồ mà bà đổ lên đầu ông chống thấm ở dưới là bà hiểu rồi đấy. Là đuối đúng không? Đúng rồi. Đuối chống thấm đi đúng không? Rớt mày, rớt đồ mày. Ở trên sân thượng anh xong chưa? Chưa, mai còn một lớp nữa. Mai còn một lớp nữa hả? Còn này hai lớp rồi. Vậy là bây giờ chống thấm dưới này thôi. Mà anh làm ở dưới, ông Thanh làm trên sao được? Nó phải làm 8 chân sơ như này thôi. À cái tường thôi đúng không? À
tám xe một chiếc mình mai làm tiếp. Giờ chiều xong bước đi không anh Thành? Xong hả? Xong xong rồi lên đường ấy. Cái hồ đấy là anh nghe, cái hồ này là anh có chống thấm luôn hả? Dạ có, trộn với là tách không? Trộn vừa đã đắp cái mặt gạch rồi. Một hồi là anh chét cái này lên tường luôn đúng không? Dạ đúng là chân cửa tiếp như chân thường đó. Bữa sau mình có cái bờ mạch đó mình lanh keo á. Ờ. Anh còn làm cho nó chưa vệ sinh được sạch dưới này. Đó là trên tường trước là bữa sau hôm nay lên vệ sinh lại cái mặt sàn. Cái chỗ này hình như là mình còn cán hồ lên cho nó bằng nền trong mà đúng không anh Thành? Thì có nghĩa là còn cán hồ lên đúng không? Cái nền ở ngoài này thấp hơn trong nhà bao nhiêu phần? 5 phần. Cái nền ở ngoài này là thấp hơn trong nhà 5 phần. Sao anh không lấy cái bay mà làm? Bay nó thì không lát như cái thằng hùng. Chết già, kẹt quá em thằng à. Anh làm nó tôi làm cũng không được. Rung quá hả? À? Ừ, rất màu. Ủa, còn cái kẻ này là sao anh Thanh? Cái kẻ này sao đây? Ủa sao nó kỳ vậy? Nữa nó chét bọt chưa đó là bích đó rồi đó. Nó chét bọt chưa là kẻ nó bích. Đâu ấy. Sao ở trên, nó, ở trên này thì tô được mà dưới này không tô được. Ở dưới đó nó đập quá này, nó hẹp quá. Bọt nó bay vô rồi đó. Thế là ở trên này thì tô được nè. À, ở trên này ý là ở trên nó bự, nó động. Ở dưới là không bọt. Đây các bạn ạ, à, mọi người có thể thấy là gần như là đã tô gần như là xong hết trên 80% rồi các bạn ạ. Anh Tánh ơi, nhanh sắp đến thứ bảy rồi anh Tánh ơi. Ủa cái khúc dưới có cặp thước không anh Thanh? Không không không, cái khúc cong cong nó có cặp thước không? Chỉ cái khúc cong cong thì cặp cái gì vào đấy được? Tự động chắc lấy bài anh ơi. Ủa mình bắt dàn giáo làm gì nữa anh Việt? À dàn tời á hả? Tời hồ lên sân thượng đúng không? Hiện tại bây giờ thì cũng là sắp đến giờ nghỉ của mọi người rồi các bạn ạ. Đấy, bên hông này thì cũng tô xong hết rồi này. Ở dưới mặt tiền đằng dưới này thì cũng xong rồi. Anh ơi, cái đường cái nút ở dưới này là hết.
Mai mốt cái bức này ấy, thì nhà mình sẽ tô lại luôn nha các bạn. Bức này này. Tường, cái này là tường của nhà hàng xóm các bạn ạ. Tình hình ổn áp không anh ba? Ổn không? Ây à, bắn máy cho ngay luôn hả? Bắn máy luôn hả? Mà làm gì anh mồ hôi dữ à? Ngồi làm trong nhà, làm trong nhà mát mà làm gì anh mồ hôi dữ à? Anh ba là ngày hôm nay là lãnh nguyên cái toilet này luôn. Mọi người có thể thấy là cái toilet cũng không đến nỗi gọi là chật lắm đâu các bạn ạ. Đủ xài chứ không chật lắm đâu. Toilet này là tận dụng cái gầm cầu thang ở dưới các bạn. Còn bên này thì như các bạn thấy là sau khi đổ bê tông xong, mọi người các anh đã hàn là chừa cái này sắt này. Cái tấm này là tấm thiếp hôm bữa mọi người hàn này. Đây. Mai mốt là sẽ chấm những cái cầu thang theo từng bậc một lên, dài 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 lên tới trên này luôn các bạn. Nó đỡ chiếm diện tích chứ. Bây giờ anh Thanh này chuyển qua bên này à? Các bạn có thể thấy là gần như là 80% là xong rồi các bạn ạ. Được không? Không được, không được thì nói ta đổi người nha. Thanh làm được mà. Thanh làm không được hả? Ờ, này này, chứ làm một giờ kia mà. Sao thế anh Thanh? Đấy, các bạn có thể thấy là chị Phương đang đi xịt nước, dọn dẹp. Ngày nào cũng thế các bạn ạ. Xịt nước rồi dọn dẹp cho nó sạch đường đi mà trả lại cho người ta. Nhiều khi làm mà bụi bặm nó bay, cát nó bay. Cho nên là chiều nào xong công việc ấy, bắt đầu là cũng phải dọn dẹp hết. Làm sao là tô xong cái cạnh đó là phải đưa tờ 500 ngàn vào cắt đứt đấy là mới đạt chuẩn được. Ở trên mặt tiền này đâu có còn đắp chỉ gì nữa đâu đúng không anh Tránh? Dạ, hết rồi. Vầng trăng khuyết hả? Vầng trăng của thằng Nga chú Quậy. Rồi mai mốt vẽ chú Quậy với chú Quậy với cô Hằng Nga ngồi bên đấy. Mọi người tranh thủ đi nha, em thấy thứ bảy là nó gần tới lắm rồi đó. Em cũng nôn để mọi người thưởng thức lắm rồi đấy. Qua đi nay nữa, ngày mai nữa. Đại tiệc hải sản có tôm hùm Alaska này, có lẩu hải sản này, có tôm càng xanh này, đang chờ mọi người ở phía trước. Và có bò nữa anh Đánh. Bê thui. Đúng rồi. Lấy giùm em cái ống nước gạo con á anh Thanh ơi. Đây các bạn ạ, đây là cái xô chống thấm này. Trong đây cái chính của nó là cái gì anh nhỉ? Cái này là thành phần acrylic. Dạ.
công dụng của nó là cái gì anh? Nó cũng là một cái màng chống thấm. Dạ. Đây là lớp cuối rồi đúng không anh? Đúng rồi, lớp cuối. Sáng giờ mình nhờ lu bu ở cửa hàng á các bạn, cho nên là anh ở nhà anh đã làm xong hết rồi. Bây giờ chỉ đi dặm lại mấy cái góc thôi nha. Còn như các bạn có thể thấy là như mấy cái cát này này, là sau khi anh chống thấm xong á thì anh có giải cát ra để cho nó có độ bám, để mai mốt mà lót hồ á cho nó có độ bám anh ha. Đúng rồi. Với cái sức nắng này thì khoảng nửa tiếng là nó khô rồi. Nửa tiếng là khô à? Ôi nãy giờ em lên đây em đứng còn tí thôi mà nó rát thật. Nắng lắm. Đây cái lớp chống thấm hôm qua này mà nó lớp đen đen đấy đúng không? Đó là gốc xi măng hai thành phần, wow. Cái chống thấm polymer gốc xi măng hai thành phần, còn này gốc acrylic một thành phần. Cái này là anh lãnh qua công ty chứ đúng không, hay là anh làm trong công ty luôn? Làm trong công ty luôn. Trong công ty luôn, anh ăn lương tháng hay là sao? Không, anh theo công trình. À, như ví dụ như cái sàn của nhà em đây ấy, thì anh ăn theo công trình là ăn theo mét hay là công trình giao cho anh nhận rồi anh đưa giá ra cho công ty thôi? Ra cứ mình cứ cộng thêm cái ví dụ mức lương của công ty với khi không có làm với có làm thì nó cộng thêm thôi. À, ví dụ như mấy cái lỗ đó nó có ví dụ như có thấm không anh? À cái lỗ này hả? Lỗ đây hôm qua em vừa có test cái nước gấp xi măng vô á. Dạ. Nó cũng dám rồi. Nhưng mà thật ra chủ yếu là nó quan trọng là cái sàn thôi đúng không? Dạ cái sàn. Sàn mới là mấy cái góc thôi chứ còn trên thành á thì nó cũng không nước là trừ khi cái lỗ của mình, lỗ thoát của mình nó bây giờ nghẹt cái nước nó mới dâng lên được. Đúng rồi. Chứ còn thật ra nó mưa đầu nó thoát hết đến đấy rồi còn đâu cái nữa. Cái này nó tới hai ống thoát cũng khá lớn rồi, thêm mấy ống thoát phụ nữa thì khả năng bị nghẹt thì cũng dám lại. Ở dưới thì mọi người đang tô tường và đi dây điện ở dưới các bạn ạ. Vô cái góc này cho mát này anh ơi, ra nó nắng lắm. Thì cần lắm rồi, cái này đi vòng ngoài và thân ái trước, mình tự quay lại trước. Ngồi lên đây vài phút thôi là mồ hôi mẹ, mồ hôi con gì là đua nhau nó kéo ra luôn mọi người. Mấy cái lớp trắng trắng như các bạn thấy ở sàn đây này là anh đã chống thấm xong hết rồi nha các bạn. Đây này, cái này đoạn này còn chưa khô này. Tại vì cái này lúc trước làm bao dưỡng bê tông nó có một số vết là giống như dấu chân. Lúc mình đi vô bê tông nó chưa được ráo. Nó không bằng đúng không? Đúng rồi. Nó lồi lõm. Lớp bao bố mình trải lên đó mình kiểu bao dưỡng nước á, tránh mất nước cho bê tông lúc mới đổ bê tông á. Dạ. Thì cái vết đó nó lại hằn xuống dưới bê tông luôn. Lúc mình gỡ cái bao bố lên nó có mấy cái vết đặc như vậy. Thôi anh cứ tiếp tục công việc đi, em chuồn đây, nắng lắm à. Rát lắm mọi người ạ. Cuối cùng thì hôm nay cũng là thứ bảy nha các bạn. Đấy, hôm nay mọi người là đang tô những cái phần còn sót lại của cầu thang này. Hello chú Tài nha, chú Tài. Chú Tài bữa dài nghỉ các bạn ạ. Và tiếc nhất là trong cái bữa, những một trong những cái bữa chú Tài nghỉ á, là có cái bữa ăn bò rát vàng. Quá tiếc chú Tài ạ. Thì
Cuối cùng cái hôm đấy con mới bảo là thôi cái phần của chú Tài thôi anh tánh ăn hộ luôn. Anh tánh ăn dùm luôn. Cái này là chú Tài đang đắp cái chỉ ở ngoài nha các bạn. Với dài thì chú Tài về quê có việc các bạn ạ. Nhưng mà bù lại cho chú Tài ngày hôm nay thì mình sẽ ăn tôm hùm chú Tài ạ. Bởi vậy con mới nói là hôm nay chú Tài là đi làm cũng là đúng ngày đấy. Còn ở trong thì anh Tánh thì anh Tánh ơi, bỏ cái nón ra. Đấy. Anh Tánh là hôm nay là thứ bảy. Mình có dặn mọi người trước rồi cho nên là hôm chiều hôm qua thứ sáu đi làm về thì anh Tánh có đi hớt tóc các bạn. Để hôm nay lên video cho nét. Anh Thanh nhé là phải học anh Tánh nhé nha. Lẽ ra hôm qua là đi làm về cái là anh phải cho chị Phương đi, thứ nhất là kiểu như là gọi là đi tút lại là trang điểm son phấn các thứ rồi chứ anh không được rồi. Em nói vậy đúng không anh Tánh? Đúng rồi, cả một công trình có mỗi một cái bông hồng duy nhất mà anh không chăm sóc kỹ nữa là hỏng rồi. Ở trong này là đang tô cái gì anh Tánh? À, xây xong ghen hả? Hôm nay là xây xong tô luôn đúng không? Ở ngoài đằng trước này thì anh Ba là đang đi đắp chỉ mặt tiền các bạn ạ. Đắp chỉ ở trước mặt tiền này này. Đây. Đấy thì mình rất mong đợi chiều nay để mọi người được trải nghiệm các bạn. Trải nghiệm xem là tôm hùm và những cái hải sản cao cấp thì nó có đối với mọi người như là các anh chị tổ thợ thì mọi người là lần đầu tiên ăn. Thì mình muốn xem là cái cảm nhận cái hương vị của mọi người lần đầu tiên ăn nó như thế nào nha các bạn. Chiều nay mình sẽ review chi tiết cái bữa ăn này cho mọi người xem nha. Các bạn cùng dõi theo cái video này của mình nha các bạn. Ở khu vực ở dưới tầng trệt này á thì các anh đang cán lâm le một lớp hồ để bỏ các bạn ạ. Ủa anh Ba cho em hỏi là cái lớp này là mình sao mình cán kiểu này anh Ba? Ừ, ý là cái gì đó giờ cái cá ở chị vườn con á cho non non á. Giờ mình nói một lớp thì trường theo nó cối cán lên để giữa, ném hồ để giữa. À. Vậy là mình không có lớp cát nữa. Mà mình cán qua một lớp hồ. Trường theo đem phân hồ đó nó dễ hơn chứ giờ cho mình non non rồi nó 10 phân á. À. Rồi mà trường pha cán 10 phân là nó đi cho trường. Theo như anh Ba giải thích thì có nghĩa là tại vì nhà mình là có nâng trong cái thời gian làm thì nhà mình có mẹ mình có yêu cầu các anh thợ là nâng thêm nền ở dưới tầng trệt này lên 10 phân nữa các bạn ạ. Cho nên là cái kết cấu nó có thay đổi là bây giờ các anh đang đi đổ một lớp hồ. Lớp hồ cái này là mai mốt là còn một lớp hồ với là lót gạch nữa thôi đúng không anh Ba? Dạ. Là còn 5 phân nữa đúng không? Đây nha các bạn ơi, đây là cái con tôm hùm Alaska mà mình mua của anh Chen 54 Tân Xuân Nhì các bạn ạ. Nhưng mà mình mua xong rồi, mình trả tiền xong rồi mình mới thấy hơi tiếc một tí là con này hơi bé. Có nghĩa là con này là 2,3 kg nha các bạn. 2,3 kg nha. Nhưng mà hơi bé. Thì nói chung là mình cũng mong mọi người là cũng gọi là ăn hương, gọi là cái gì ta? là ăn là trải nghiệm thôi các bạn ạ, chứ không phải để ăn no nha các bạn. Nhưng mà cái này á, thì mình thấy size này là đại các anh ấy thì nó thật là cũng hơi bé một chút xíu nhưng mà thôi không sao đâu. Tại vì mình còn những cái món khác bù vào. Đấy ở dưới đây á, thì vợ mình hồi nãy có đổ nước dừa vào rồi này.
bây giờ mình bỏ vào và mình hấp. Mình thì mình sẽ hấp chung với là tôm càng xanh nha các bạn. Tôm càng xanh thì là mình mua 3 kg tôm càng xanh các bạn ạ. Đây, tôm càng xanh bên quán Anh Chen 54 Tân Sơn Nhì thì là có giá 320.000 một ký nha các bạn. Và tôm hùm Alaska cái size 2 kg trở lên đó thì nó có giá là 1.400.000 một ký các bạn. Như con này 1.400.000 một ký mà con này 2 kg 3 mấy thì các bạn thử tính dùm mình xem là video này mình đầu tư hết bao nhiêu tiền nha các bạn. 3 kg tôm càng xanh này, một con tôm hùm Alaska 2 kg 3 mấy này, rồi là một nồi lẩu 690.000 này, rồi là một đĩa bê thui nữa các bạn ạ. Cho nó nằm xuống dưới luôn cũng được, mày bài không sao đâu. Clip ngày hôm nay thì có thể là một cái video mà đây sẽ là đội thợ hồ đầu tiên, một trong những đội thợ hồ đầu tiên của Việt Nam mình mà được chủ nhà đái ăn tôm hùm các bạn ạ. Cái lẩu hải sản thì là 690.000. Cái lẩu đấy là cái lẩu mình cực kỳ thích bên quán Anh Chen luôn các bạn ạ. Như các bạn tính sơ sơ là cái video này mình đầu tư thì như con tôm hùm là đã trên 3 triệu rồi, với là tôm càng xanh này là 960.000 nữa này, với là một nồi lẩu 690.000, với một dĩa bê thui mình cho tính lại là 100.000 đi, là các bạn biết đó, là cái video này mình đầu tư là trên 4 triệu rồi các bạn. Nhưng mà thật ra thì như các bạn biết đấy, mình ở đây là mình muốn các anh em tổ thợ gọi là được ăn để trải nghiệm thôi các bạn. Mình nhắc lại các bạn biết là mình muốn đầu tư để cho mọi người ăn để trải nghiệm thôi. Dù sau này các anh em tổ thợ có đi làm một công trình nào đấy thì cũng gọi là mình, ví dụ như mình gửi tiền cho các anh đi, đúng không? Mình gửi tiền cho các anh có thể cũng xài hết. Mình gửi tiền hoặc là mình có làm cái gì thì các anh cũng ăn hết thôi. Kể cả những cái món đồ ăn xa hoa như thế này thì các anh cũng ăn rồi xong cũng hết thôi. Nhưng mà cái để lại trong tư tưởng của các anh ấy, cái mình mong muốn để lại ấy là các anh sẽ không bao giờ quên được. Tại vì mọi người tin mình đi, là sau này cho dù các anh có đi làm công trình nào đi chăng nữa thì cũng sẽ luôn nhớ về nhà mình, nhớ về đại gia đình Phạm Dũng và Tú Lang Thang và Phan Diễm Vlog các bạn ạ. Đấy, cho nên cái đấy mới là cái mà mình muốn gửi gắm các bạn, chứ không phải là quay video để khoe mẽ hay là cái gì đâu các bạn ơi. Đấy, bây giờ mình đem đi hấp nha. Đây nha mọi người ơi, đây là đại tiệc hải sản của anh em mình ngày hôm nay các bạn ạ. Trước mặt các bạn thấy đây đó, mình đang quậy, đây là cái nồi lẩu hải sản của anh Chen 54 Tân Sơn Nhì này anh các bạn. Và nếu mà nhắc đến cái nồi lẩu hải sản thì đây là cái combo trong cái nồi lẩu các bạn. Gồm có một con cua Cà Mau này, một con ghẹ này và hai con tôm hùm này. Hai con này là gọi là tôm lột nha các bạn. Mình không biết là anh Chen có ưu ái cho mình không, nhưng mà anh Chen cho mình có con tôm lột các bạn ạ. Đấy, đây, topping của cái nồi lẩu đây. Là còn nguyên một cái dĩa này. Và nó có cả rau xanh, có cả mì hoặc bún tùy theo các bạn yêu cầu nha các bạn. Đấy, còn bên này á, là một đĩa tôm càng xanh này các bạn này, cũng của anh Chen 54 Tân Sơn Nhì luôn. Bên này thì một đĩa tôm càng xanh nữa. Đây, bên này á, thì là một dĩa bê thui các bạn. Còn nhân vật chính của anh em mình ngày hôm nay đấy chính là con tôm hùm Alaska. Đây, mọi người thấy bữa tiệc hôm nay như thế nào đây? Trời ơi, chú Tài thấy như thế nào chú Tài? Quá đỉnh rồi. Bây giờ cho phỏng vấn chú Tài trước đi này.
bây giờ chú Tài bây giờ là chưa ăn đó, là chú Tài cho con xin cái cảm nhận của chú Tài về cái bữa tiệc ngày hôm nay. Không cảm ơn thay mặt cho quý anh em thợ hôm nay rất chân thành cảm ơn Tú đã tạo một cái sân chơi. Sân chơi. Chú Tài bắt đầu gọi là hoạt ngôn hơn rồi đấy. Sân chơi như thế nào chú Tài? Rất là bố. Còn không biết cảm nghĩ của anh Việt như về bữa tiệc hải sản ngày hôm nay thì như thế nào anh Việt ạ? Thấy bữa nay cũng chúc anh em ở đây. Dạ. Món quá trời hoành tráng. Quá trời hoành tráng à? Thì không biết thì đây nhân anh Ba là một trong người những người gọi là chủ chốt ở đây, là anh là coi anh là cai á, theo những các anh em thợ hồ hay gọi là cai á, thì dí sát vô anh Ba không anh? Là không biết đó là cảm nghĩ của anh Ba về bữa tiệc ngày hôm nay như thế nào anh Ba? Tiệc ở đây là thấy chưa anh đó mà thấy là mát mát rồi. Mát mát rồi đúng không? Và thêm một nhân vật cũng gọi là không được chính mấy. Ăn ké ăn ké liên tục. Không, cái này nói ăn ké thì hơi quá nha các bạn. Thì không biết cảm nhận của anh muốn như thế nào nhỉ? Nói lớn lên anh, Không thể đi ship được nữa. Không biết cảm nhận như thế nào. Còn đến một nhân vật gọi là tối hôm qua về là có đi cắt tóc các bạn. Đi tút lại cái vẻ đẹp trai của mình ấy, thì không biết là cảm nhận của anh ngày hôm nay như thế nào anh Tài? Quá vui, quá hạnh phúc luôn. Còn tiếp tục bên này là vợ chồng anh Thanh. Thì hai vợ chồng anh Thanh là cho em xin một cái cảm nhận về cái bữa tiệc ngày hôm nay đi. Nói lớn anh chị Phương. Cảm ơn anh Tú. Bữa tiệc ngày hôm nay rất là vui. Chưa anh Thanh. Thấy hạnh phúc anh Thanh sao anh Thanh? Nói chung như mình có chia sẻ trong video thì các bạn biết đấy là ở đây á mình mời các anh em dùng những cái món như là như các bạn biết là hôm clip trước thì mình có mời các anh em ăn bò rác vàng của bên quán Thế Giới Bò của bạn Mai, còn ngày hôm nay thì nguyên một cái đại tiệc hải sản gọi là cao cấp đấy. Thì bản thân mình chỉ muốn gọi là để cho các anh em tổ thợ gọi là trải nghiệm những cái đồ ăn thức uống gọi là như những cái bữa tiệc như vậy này, để anh em có cái cơ hội để mà trải nghiệm về những cái món ăn ngon mà bán ở đường phố Sài Gòn mình các bạn ạ. Cho nên là mình mới đầu tư để mình không ngại chi ra một số tiền lớn để mà đầu tư một cái video như vậy. Như các bạn thấy một cái video như vậy mình quay đầu tư như vậy đâu có dưới giá 5 triệu đâu các bạn. Như video ngày hôm nay là 5 triệu nhé các bạn. 5 triệu hơn 5 triệu một tí. Đấy, cho nên là em có một cái câu châm ngôn gọi là cho dù sau này công trình thì các anh em còn đi làm những nhà khác nữa đúng không? Nhưng mà em tin chắc rằng một điều là các anh sẽ nhớ mãi về nhà em. Đúng không? Đấy, thì nhân cái những cái bữa ăn như vậy á thì mình cũng muốn thay mặt mẹ mình này, rồi em trai mình, em dâu mình, nói chung là trong gia đình mình Phạm Dũng Phan Diễm. Mình cũng muốn thay mặt gia đình mình á thì gửi đến các anh, các chị một cái lời cảm ơn. Gọi là cũng trong cái suốt cái thời gian mấy tháng vừa qua thì cũng giúp đỡ nhà em xây cái nhà. Thì em mà thay vì nói cái lời cảm ơn không á thì nó cũng giá trị chưa đáng bao nhiêu anh muốn nhỉ? Cảm ơn á thì nó phải kèm theo đi theo cái hành động các bạn ạ. Cái này là tạm thôi hả? Thôi anh tạm tí nữa mà anh mà ok nữa thì chắc em bán nhà luôn anh muốn ạ. Đúng không các bác? Cái này cũng hơi tạm tạm. Tại vì thay vì cảm ơn á, mình cảm ơn như thế nào để cho nó thiết thực, để gọi là lấy một cái gì đấy để làm động lực cho các anh các chị còn sau này còn nguyên một cái hành trang, nguyên một cái chặng đường dài phía trước trên một cái cuộc đời của con người nữa. Nhưng mà mình tin chắc rằng một điều, những cái bữa ăn đầu tiên á, những cái người mà mời mọi người đầu tiên á, mọi người sẽ nhớ nhất. Cho dù sau này mọi người có đi ra ngoài, mọi người có ai mời mọi người đi chăng nữa, hoặc là mọi người mua về mọi người ăn cũng thế, nhưng mà em tin chắc một điều mọi người sẽ nhớ nhất là cái bữa ăn đầu tiên. Đấy, cho nên là mình cũng không có ngại đâu các bạn. Mong là mọi người trong cái quá trình xây nhà em á thì cũng gọi là có một cái trải nghiệm vui vẻ và thoải mái nhất có thể. Và mình cũng thay mặt gia đình mình cảm ơn tất cả các anh. Thank you. Đấy, anh em mình trước mắt là anh em mình cứ dồn cái đi này. Anh bố lấy cái à.
hết công suất này bớt. Ui bia đi chị Phương, hôm nay là phải uống bia ấy. Chú Tài uống nước ngọt hả chú Tài? À, anh Phương hả? À? Anh Tâm. Ủa anh Tâm đi đâu? Ôi, anh Tâm đúng xui hết cờ luôn. Nãy rồi em cũng mới quên đi đó. À, anh Bốn là bắt cái này. 1, 2, 3, vô! 2, 3, vô! 2, 3, uống! Bao nhiêu đây? 100 đây. 100 đây. Nghe người kia nói rồi. À, ly bia không là thấy mát rồi đấy anh này. Nhưng mà đúng hôm nay anh Tâm về hồi nào vậy anh ba nhỉ? Nói đùa thôi anh Tâm ơi là anh Tâm. Xuống luôn nè. Nói đỡ thứ nhập về luôn. Anh Tâm ơi, thật em muốn anh trải nghiệm mà anh về thế này em cũng hơi buồn. Đây, hôm nay đây sẽ là đội thợ hồ, một trong những đội thợ hồ đầu tiên của Việt Nam được mời tôm hùm Alaska các bạn ạ. Đây. Em muốn trước tiên trước khi mình ăn thì em muốn mọi người trải nghiệm nó, mọi người cầm thử ngắm nghía nó một hồi xem nó. Tuy là con này cũng không có lớn lắm, có 2.3 kg thôi các bạn, nhưng mà để cho mọi người trải nghiệm trước khi ăn nó đi. Nặng lắm á. chị Phương sao đấy 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 nó phải thế cầm cái càng ở trên á, đúng rồi chị Phương. được cái để chị bên này đi. Rồi đây em mời anh ba với anh Việt với chú Tài cầm trải nghiệm nó mất. Ủa, cũng có anh nữa hả? Anh cầm biết bao nhiêu con rồi anh trải nghiệm lắm thế. Có con cái còn được không ba? Có con cái còn được mà. Còn là cái con cái. Anh ba nói con này con cái còn được. Chắc không? Chắc chưa? Ở đây anh Việt trải nghiệm, chú Tài cầm trải nghiệm đi. Anh biết con này con cái được. Em đố mọi người biết con này con cái hay con đực đấy. Chờ lúc nào mình được đó giờ mới là, đó giờ mới cầm được con tôm Alaska được. Con cái. Chú Tài cầm trải nghiệm chú Tài xem nó cảm nhận cái hương vị của nó, mình cảm nhận từ từ đi. Con cái nó con đực nó hai cái càng nó gần bằng nhau. Hai càng to như cái con nhỏ. Không. Con này là con đực này má. Con đực. Cái con cái á, là cái càng nó sẽ đều nhau. Còn con đực á, là cái càng nó sẽ một bên to bên nhỏ. Đây. Ngày hôm nay mình sẽ khai đao một cái càng này. Khả năng hơi chín đấy nhỉ. Đây nha các bạn. Dí máy quay này. Cả nước vô trong cháo luôn có. Không không. Nó ra nước uống. Ồ. Cái gạch. Có cái muỗng nào cho em mượn cái muỗng. Chị thật được chứ. Đúng rồi. Lấy cái chén, cái chén. Đây cái dĩa. Là chưa ăn chưa ăn chưa ăn chưa ăn chưa. Đây các bạn ạ. Cái này á là cái tinh túy nhất của con tôm nha các bạn. Như các bạn biết thì cả công trình có mỗi một bông hồng duy nhất thôi các bạn. Đây, ưu ái chị Phương. Không, ăn luôn. Cầm muỗng đi. Cầm muỗng ăn luôn, ăn tại chỗ luôn cho em. Ăn hết luôn, ăn hết luôn. Review quay cất mặt chị Phương vào. Cảm nhận thôi nha. Đừng có cục đầu là nó ra cái... Ngon rồi Tú ơi. Sao? Ngon quá các bạn ơi. Nhưng mà vị nó béo hơn như thế nào? Em béo hả? Béo. Đây, cái này á là mời chú Tài đi. Chú Tài lớn tuổi hơn anh ba không chú Tài? Lớn hơn hả? Kính lão đắc thọ. Chú Tài thử hát đi chú Tài. Chú, đây tiếc quá á. Hết luôn chú Tài. Quá đỉnh. Sao cái vị nó sao? Béo ghê. À? Béo mà là còn ghê nó là chết. Đây em mời anh ba. Mình gọi là em chia sẻ cái gạch của nó thôi. Cái. Dùng thì mình cũng dùng. Anh ba cảm nhận cái gạch của nó như thế nào anh ba?
cua mấy con cua lúc nào bự nhóm mấy cua cái béo không? À. Cái này anh Việt, em mời anh Việt. Mình dùng chung một cái muỗng anh em, mình một nhà mà dùng chung một cái muỗng đi. Mình cảm nhận cái vị, cái tinh túy nhất của con cua này đi, à, con tôm này đi. Năm mấy năm mới ăn được cái gặp. Sao anh Việt? Nó cái vị nó như thế nào? Thơm, béo. Béo ngậy luôn đúng không? Đây. Thợ chính. Mời anh thợ chính. Lần đầu tiên luôn á, lần đầu tiên em mới thử á. 10 điểm, quá béo. 10 điểm. Nó béo ngậy luôn đúng không anh Thanh? Anh Thanh ơi. Đây từ từ cho cái ốc, cho cái huyết, cho cái gạch này vào. Ngon, tấu rồi. Sao cái vị nó như thế nào anh Thanh? Anh béo ngậy luôn đúng không? Đấy, còn lại thì cái gạch này mình sẽ cho vào cái bát chấm chéo các bạn ạ. Nhiều cái đấy. Thôi anh thử lắm thế. Hôm nay là anh nói chung là anh em mình gọi là trêu nhau thôi, chứ còn thật ra anh em mình muốn ưu tiên để cho mọi người trải nghiệm các bạn ạ. Đấy, mình cắt cái mình ra để mọi người thưởng thức trước này. Như các bạn biết thì cái con Alaska ngày hôm nay thì nó cũng thật ra nó cũng hơi nhỏ các bạn ạ. Cho nên là mình cũng nói ngay từ đầu rồi, bản thân mình thì muốn mọi người gọi là ăn để trải nghiệm thôi, chứ không phải để ăn no các bạn ơi. Ăn no cái này thì thật ra cũng đau thận lắm. Cái đấy mình nói vui thôi nha mọi người. Nhức mình lắm. Nhức mình lắm. Nhức mình lắm. Nóng lên. Tại làm mà nắng ăn thì nóng. Nhận nóng. Đây, đây là cái thịt của nó các bạn ạ. Bây giờ là cho em mượn cái chén thứ nhất là của chú Tài đi. Hôm nay xưng chú rồi cho nó chín chắn chú Tài ạ. Anh Việt. Cảm ơn Tuấn. Đây, chén anh ba đây đúng không? Rồi. Thủ trước luôn á. Thủ trước rồi nè. Dày quá. Đấy. Còn cái này á, thì em xin phép chị Phương á là chị cho em một tí. Cho em một tí đi. Sao mà bảo cả cho chị Phương đi. Không không. Chị Phương là em ưu tiên cái càng này thôi. Anh đừng có mà. Anh. Đây. Thôi cái này kính lão đã thọ đi chú Tài. À, được rồi, được rồi. Đây chú ghé đây cho con. Đấy, chú một nửa, anh ba một nửa. Còn chị Phương á là mình ưu ái hơn là để tại sao mình không chia cái đấy, mình chia cái càng này này các bạn này. Anh á là em chia một mấy thôi đấy. Ai làm chứ anh Việt là chắc ăn nhất. Nói thật ra các bạn ơi, anh mình với anh bốn nó thì không, mình với anh bốn nó thì không lạ lắm gì nữa các bạn ạ, cho nên nó là nói thật với các bạn là ngồi để vui thôi, chứ còn thật ra mình muốn để cho mọi người trải nghiệm thôi. Cái này cái tiết của nó dung tải tiết của nó, mình ngồi để mình review cái con Alaska này thôi, chứ một chút xíu nữa mình ra mình quay các bạn. Chị Phương gặm luôn khối làm mua rồi. Tại vì biết sao cả công trình có mỗi một cái bông hồng thôi, cho nên là mình ưu tiên các bạn ạ. Con có những con 5-6 kg đó kìa anh ba. Con này là nhỏ mà. Bọn em á là từng review con Alaska mà 6 kg mấy rồi. Cái càng của nó thì bằng cái tô luôn. Chị Phương ơi. Ném luôn, ném luôn, làm bô luôn. Chị có ăn cay được không? Ok. Có, nhưng mà chưa có. Đây. Đây nha mọi người, cái này là ưu tiên chị Phương nha. Cay nhiều ấy, chấm vào đi. Cắn ngập miệng luôn. Không, khoan để em chờ cảm nhận của chị Phương cái này. Quá ngon anh Tú à. Quá ngon. Có cay gì không? Có cay không? Em ăn cay được mà. Ngon quá. Ông nói to tí thì chị nói lớn lên chứ. Ngồi đi.
Mày điếm á. Ăn hết, kẹ luôn. Ngon quá mọi người ơi. Mà cái nhà tôi không, nhưng mà em nghĩ chắc chị chia sẻ với chồng chị đi. Không không, anh nghe em đi. Vợ chồng phải đồng lòng tát biển Đông nó mới can được anh. Chưa lấy xương nha. Miếng đầu tiên của anh Thanh trong ngon không? Nói chung là em đây anh đánh mời anh chấm luôn đây. Cái đấy của Nguyên chị Phương không đấy thì chị ăn đi. Quay cận vào anh đánh này, quay cận vào. Đây mới là review ẩm thực tương lai này các bạn này. Mười điểm, thịt dày quá ngon, lại quá béo quá ngọt. Đấy, mình không ngại đầu tư tiền các bạn ạ. Mình chỉ mong muốn khi mà trong cái quá trình đầu tư á, đổi lại những cái nụ cười của các anh chị thôi là mình vui rồi. Đấy em mời anh bốn đưa chén chấm lên đấy để mời mọi người chấm ăn đây là hết nhé. Chú tài mọi người chấm giùm em đi. Chấm đi chấm mạnh đi. Nó hơi cay một xíu. Nhưng mà nói thật với mọi người là hôm nay cái con tôm này nó chính xác là nó hơi nhỏ thật. Đúng không? Nó hơi nhỏ. Sao chứ Tài? Gồ quá gồ. Anh Ba, anh Việt, mình giải quyết đi. Anh Việt. Nhưng mà cho cái dài ghê. Nước còn đóng. Anh Ba review đi anh Ba. Cắn ngập miệng miếng đấy đi. Cái này làm gì? Đại đó. Anh sợ người ta gấp đồ ăn uống kén nha. Chạy lại. Giữ. Sao chú Tài? Được chú Tài. Nhưng mà con hỏi thật chú Tài chứ cái con này là có giá là trên 3 triệu. Thì chú Tài thấy có xứng đáng đồng tiền bát gạo không? Hay là lãng phí? Chú Tài con này trên 3 trị giá trên 3 triệu con này thì chú Tài có thấy xứng đáng đồng tiền bát gạo không? Quá ngon rồi. Quá ngon. Chú anh nhận con cua nào mà cua A đến K này. Đấy. Bây giờ cái càng này là xin phép là chia 3 này. Đấy. Đấy. Còn đấy, cái càng là dành cho chị Phương rồi, còn một cái chia ba anh không được, anh đang dư mà anh dư thêm nữa tú cho tôi buồn là giống y luôn. Có việc đang thiếu à? Kiện á, tự nhiên đưa đúng á, nhưng đạn dành lá chẳng hai luôn. Đấy, còn cái này á là mình cắt ra để cho anh Thanh với là anh Tánh các bạn. Mọi người xem video có thể là mọi người nghĩ bảo là sao lại anh bốn là như thế nào, nhưng mà thật ra mọi người ạ, mình với anh bốn thì quá nhiều rồi các bạn. Mình với anh bốn là quá nhiều rồi. Cho nên đó là bữa tiệc ngày hôm nay mình mục đích của mình là để mời mọi người trải nghiệm thôi. Chứ còn anh em mình thì không ăn quá nhiều lần rồi. Hết gà hay sao ấy? Đây phần anh bốn đây nha mọi người. Đây. Mọi người có đủ chưa? Đây. Anh buồn chứ sao? Không sợ anh bốn khóc các bạn. Anh bốn review đi. Anh review đi chứ. Tất cả cô chú anh chị các bạn. Đây này. Đấy, mời tất cả mọi người nhá. Đây, anh Tài chưa? Cảm ơn anh. À là cái gì? Quá đã. Ê á. Ê là chữ phê kéo dài. À, ngon thật. Có khi nào bữa nay anh ăn cái này về anh đi ghiền nữa. Ghiền được chứ anh. Trong cái đầu này á là nó còn rất nhiều thịt nha các bạn. Trong cái đầu này còn rất nhiều thịt luôn đấy, nhưng mà thôi. Để sang bên đi. Cái nồi lẩu thì nãy giờ nó sôi cũng hơi lâu rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cho topping vào nha các bạn. Đây, topping của nồi lẩu này các bạn này. Đấy. Cái
Đây bên này là còn thịt bò với là tôm nữa này các bạn này. Rồi là cá, rồi là mực, nghêu, rồi là cá viên. Mình cho vào hết luôn các bạn. Hơi nặng tay tí. Bây giờ ấy, chờ cho nó sôi thôi. Hơi vụng đúng không anh Bốn? Đấy, trong quá trình bây giờ chờ cái này nó sôi thì mọi người ăn thịt bê này. Thứ nhất là thịt bê này, thứ hai nữa là tôm càng xanh, mọi người ăn đi. Đây bây giờ anh em mình vô một cái thì em xin phép em ra em quay cho vợ em nghỉ cái này. Đâu anh Bốn bắt cái nè. Kịp anh Bốn ơi. Đâu ơi. Mình vô phát à. 1 2 3 vô. 2 3 vô. 2 3 vô. Đấy bây giờ thì mình lại trở lại với cái máy quay các bạn ạ. Còn anh bây giờ là anh Bốn thay mặt em là tiếp đón mọi người nha. Đấy, cái lẩu xôi này. Nhưng mà đầu tiên thì chắc anh cho dùm em cái tôm hùm này ra trước đi anh Bốn ơi. Đúng rồi, anh gắp cái đó ra trước dùm em đi. Đấy. Cho hết tôm này luôn. Đây tôm còn mà. Còn hạ còn một con nữa. Đấy. Ôi rớt cục thịt xuống rồi. Đấy đấy cục thịt đấy, đấy đấy. Anh cho vào đúng vào cái vị trí đấy cho em. Còn một nửa con ở đây đây này đây. Đấy bây giờ cái này á anh gắp cho mọi người như bây giờ là chia cho chú Tài với là anh Việt với là anh Ba trước đi. Tại vì kính lão Đắc Thọ mà. Đấy. Anh Ba, còn một miếng còn lại là anh Tánh đi. Tại vì hồi nãy là chung là cái anh Thanh với chị Phương là chung cái càng rồi. Bây giờ là... đúng không mọi người? Đấy, tại vì ở trong đây còn một con còn một con cua với một con ghẹ nữa cơ. Đấy đúng rồi. Đấy bây giờ mọi người ăn mạnh đi chú Tài, ăn mạnh đi chứ. Nhưng mà mọi người sau cái công trình nhà em thấy tới bây giờ là mọi người vẫn đang còn hơi e dè đấy nha. Gắp cái thịt thôi chú Tài ơi, gắp cái thịt thôi, cái thịt ở trong các mình gắp cái thịt thôi. Chấm với chấm chéo kìa chú Tài. Đấy cái đại tiệc hải sản ngày hôm nay thì mình mua của anh Chen 54 Tân Xuân Nhì các bạn ạ. Nếu như mà các bạn có nhu cầu ăn những cái hải sản cao cấp ở bên anh Chen thì mọi người có thể gọi vào cái số hotline mình đang để trên màn hình nha các bạn. Tại vì các bạn gọi vào số hotline đấy thì anh Chen sẽ tư vấn cho các bạn từng mặt hàng giá bao nhiêu như thế nào. Hoặc là các bạn có thể, nếu mà ai ở gần khu vực quán anh Chen á, thì các bạn có thể ghé ngay tại quán để các bạn ăn luôn. Còn nếu mà ai mà ở hơi xa xa một tí, mọi người muốn gọi là cái không khí sum vầy gia đình ấy, thì mọi người có thể mua mang về nha các bạn. Chị Phương ăn đi chị Phương. Sao thế? Sao thế? Chị Phương ăn đi chứ. Bê này, rồi là thịt bò, rồi là tôm này, chị ăn đi, gắp mạnh đi. Cua thì cua với ghẹ thì chắc chưa đâu. Để cho nó chín một xíu đi. Thịt bò kìa, cái thịt bò này là cái nên gắp ra ăn trước này. Đấy. Đúng rồi, chín rồi, chín rồi. Chị Phương đi, chị Phương đi. Ưu tiên bông hồng duy nhất công trình các bạn. Đấy thì để mà có được những cái bữa tiệc như ngày hôm nay, ngoài những cái số tiền mà mình bỏ ra mình quay video á, thì các bạn cũng biết đấy, như em trai mình, em dâu mình là Phạm Dũng, Phan Diễm thì cũng là người trực tiếp xây dựng căn nhà này để gửi tặng mẹ các bạn.
Tại vì phải qua cái quá trình xây nhà này thì mình có mới có cơ hội để mà mời các anh em. Nếu mà chưa xây thì mình cũng đâu có cơ hội đâu. Thì qua đây thì mọi người có thể, em không phải là em mời mọi người ăn rồi em này kia đâu. Nhưng mà không biết đó là như chị Phương hoặc là như vợ chồng anh Thanh, chị Phương hoặc anh Tánh nhá, thì không biết đó là mọi người có muốn đôi lời cảm ơn gì đấy đến em trai và em dâu của em không? Dạ, nói chung là em cảm ơn hai anh chị rất nhiều luôn á, tạo điều kiện cho mấy đứa em cắt thêm vài cái nhà nữa. Đấy, qua đây, thông qua đây á thì mình cũng muốn gửi một lời cảm ơn. Tuy là anh em trong nhà thật các bạn ạ, nhưng mà thông qua video á thì mình cũng muốn gửi một lời cảm ơn đến em mình là Phạm Dũng và em dâu mình là Phan Diễm các bạn ạ. Đấy, thì nói chung á là mình cũng muốn gửi đến các em một lời cảm ơn. Thứ nhất á là các em có lòng hiếu thảo, các em quá hiếu thảo với cha với mẹ, xây nhà tặng mẹ. Rồi qua cái quá trình mà xây nhà tặng mẹ đấy thì cũng mới có cơ hội cho mình, để mà mình có cơ hội để mà tạo điều kiện để cho các anh em, các anh chị tổ thợ thưởng thức những cái món ngon của hải sản hoặc là những cái món ngon của Việt Nam mình các bạn. Mọi người bắt cái khí thế đi chứ. Mạnh đi, chị Phương đâu? 2, 3, 4. Đấy, nó phải thế chứ. 100%. Nhưng mà chú Tài uống nước ngọt à chú Tài? Hôm nay là vẫn nhất quyết uống nước ngọt. Anh Bốn là hôm nay em thấy hơi đỏ đỏ rồi đấy nha. Nhưng mà sao ngồi khoanh tay như thế kia chị Phương? Ăn đi. Này, review miếng bò này. Review miếng bò cho nó chuẩn mực, cho nó đâu vào đấy em xem nào. Hết luôn chị Phương, hết luôn. Đấy, đúng phải thế chứ. Coi thịt bò của quán 54 Tân Sơn Nhì coi ok không chị? Có dài quá không? Vừa ăn đúng không? Đấy, anh Tánh review thịt bò đi anh Tánh. Review thịt bò đi. Đúng rồi. Hai miếng luôn, trời ơi, mình ngại. Giờ này mà còn ngần ngại gì nữa anh. Quá giờ ăn rồi, để em nhiều. Nhiều lắm hả? Được không anh? Có dài quá không? Thơm, ngon, chịu ăn. Có dài quá không? Dạ không. Anh Bốn thầy em chăm sóc cho mọi người nha anh Bốn. Đấy, thông qua video thì mình cũng muốn gọi là để các anh các chị gọi là có một cái trải nghiệm tuyệt vời các bạn ạ, khi mà đến làm nhà cho nhà mình. Thì không có một cái lời cảm ơn nào mà bằng thiết thực bằng những cái bữa ăn như vậy các bạn ạ. Có cái kéo ấy, anh Thanh, hồi nãy có cái kéo ấy. Kéo hồi nãy đâu rồi? Nóng không bẻ đâu, để lấy cái kéo đi. Đấy, hồi nãy là chị Phương có chia sẻ cái càng với anh Thanh, thì bây giờ anh Thanh để cho anh Thanh cắt anh Thanh. Đúng rồi. Đúng rồi, ăn cua đó. Chồng phải phục vụ vợ chứ. Chắc không đâu chú. Giờ cầm lấy cái thứ thì Thanh. Đấy. Cắt nửa vầng trăng hai vợ chồng, mỗi người một nửa liền. Tặng cho giả nghe. Đấy, nó phải thế chứ. Thôi bỏ điện thoại xuống đi, ăn đi, khổ lắm. Mọi người bóc tôm ăn mạnh đi mọi người. Tôm với lẩu này cho mì vào ăn lẩu đi. Để cái lẩu nó sôi sục sục nãy giờ. Nước lẩu còn luôn đấy. Anh Việt, ăn đi anh Việt. Anh Ba. Bỏ mì vào ăn đi mọi người, ăn mạnh đi chứ. Anh ăn miếng thịt bò đi. Anh ăn miếng để nó nguội mất ngon. Em biết thế nhưng mà anh cứ ăn đi chứ bây giờ nhậu mà mình cũng phải nên ăn chứ. Để bảo vệ cái bao tử của mình chứ anh. Ơi, chú Tài ăn mì nữa chú Tài. Để bỏ mì vào chú cháu mình ăn mì nữa. Sao anh Ba, nước lẩu làm sao? Ngon không? Ngon. Bởi vậy mình mới nói là cái nồi lẩu
của quán 54 Tân Sơn Nhì là gia đình mình cực kỳ thích luôn các bạn ạ. Ở đây mọi người có thể nhìn cái nồi lẩu xôi như thế này, mọi người biết nó đã chất lượng như thế nào. Tuy là 690.000 nhưng mà cái topping bù lại á thì không gì chê được các bạn ạ. Nó ngon từ cái miếng nước luôn á. Đây á, còn cái đĩa bê thui nãy giờ mọi người em thấy mọi người chưa đụng mấy nữa này. Nếu như mà nó có hơi nguội ấy, anh Tánh, cho vào cái nồi lẩu luôn cho nó nóng mình ăn. Ôi xài ơi. Anh Hải Sapa TV. Nếu như mà mọi người yêu mến anh em mình thì mọi người có thể ủng hộ những cái mặt hàng của anh em mình đang cung cấp nha các bạn. Như hải sản Phan Diễm thì các bạn có thể gọi vào cái số hotline của bên mình, đó là 0981128578 nha các bạn. Mọi người có thể mua những cái mặt hàng bên anh em mình để ủng hộ tinh thần anh em mình nha. Chú Tài có vẻ thích ăn cái rau này chú Tài ha. Cái rau này là cái rau gì con quên mất rồi nhỉ. Đúng rồi, cải cúc. Đúng rồi, cúc. Ở mọi người không biết mọi người gọi cái rau này là rau gì, nhưng mình hay gọi là cái cúc các bạn ạ. Cần ô hả? Cần ô. Cần ô, cần ô. Cần ô. Mọi người vô khí thế đi chứ. Ăn uống rồi mọi người vô khí thế đi chứ mọi người nhờ. Thông qua video thì mình cũng muốn gọi là cảm ơn tất cả các cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi kênh Tú Lang Thang và luôn comment động viên ủng hộ mình trong suốt cái thời gian vừa qua nha mọi người. Tú xin cảm ơn, chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị và các bạn đã luôn theo dõi động viên và ủng hộ mình các bạn ạ. Nói thật với mọi người thì bản thân mình cũng còn thiếu sót nhiều lắm. Có những cái mình không có biết và mình cũng gọi là những câu từ mình nói nó còn chưa chuẩn chỉ. Thì các cô chú anh chị và các bạn cũng đã thông cảm và bỏ qua cho mình nhiều. Thì mình biết cái điều đấy và mình cũng đang cố gắng khắc phục từng ngày các bạn ạ. Cũng mong là mọi người cũng thông cảm bỏ qua cho mình. Nếu như mà trong quá trình quay video mình có gì chưa đúng chưa phải hoặc là nói chưa đúng gì đấy thì mọi người bỏ qua cho mình nha. Mọi người rô một cái đi để em có thể gọi là em kết thúc video ở đây này. Để anh em mình còn... À, tặng anh con ghê hả? Ấy xời, được đấy. Anh em mình vô cái đi nhở? Bắt cái khí thế nào? 1, 2, 3, vô, 2, 3, vô, 2, 3, uống. Tao phải thế chứ. Tại vì ngày hôm nay đến ngày hôm nay thì công trình của nhà mẹ mình á thì cũng gần như là xong hết rồi anh ba ha. Công việc thì còn những cái gì nữa anh ba chia sẻ một chút xíu này. Còn ở trên sân thượng cán nền với là cán nền ở dưới. Với là nói chung là công việc gần như là xong bao nhiêu phần trăm vậy anh ba? Còn nói chung là hoàn thiện là bao nhiêu phần trăm vậy anh? Vài ngày nữa là xong đúng không? Đấy thì cỡ tuần nữa, cao tay lắm cỡ tuần nữa. Không tới hả? Đấy thì cái bữa đại tiệc hải sản ngày hôm nay á thì mình muốn dành tặng đến tất cả các anh các chị ở trong đội thợ để thay một cái lời thay gia đình mình, thay em mình, thay mẹ mình gửi đến các anh các chị một cái lời cảm ơn. Thì clip của mình cũng dài rồi thì mình cũng xin phép kết thúc video ở đây. Đây có thể là một trong những gọi là clip ăn uống gọi là cuối cùng của anh em mình rồi. Qua đây thì mình cũng cảm ơn tất cả các cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì mình xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video tiếp theo của mình nha. Mời đếm, mời đếm.